Chào mừng các bạn đến với kênh Tự học đồ họa. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc của các bạn xin vui lòng gửi về địa chỉ email đang hiển thị trên màn hình, hoặc các bạn có thể add friends Facebook của kênh Tự học đồ họa theo địa chỉ facebook.com/support đồ họa. Tự học đồ họa sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với khóa học Photoshop từ cơ bản đến nâng cao. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về các cái công cụ quản lý màu sắc bên trong phần mềm Photoshop. Và trong bài học này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ quản lý màu sắc Hue Saturation. Đây là một công cụ giúp cho chúng ta thay đổi về màu sắc một cách tổng thể hoặc là một phần trong các cái bức ảnh của chúng ta. Ví dụ như bạn đang thấy ở trên màn hình là một bức ảnh về tĩnh vật, nó có độ bão hòa màu phía bên trái không được tốt. Những cái bức ảnh ví dụ như là rừng cây rêu phong như thế này, hay là những cái cô gái ở trong rừng phong lan, trong rừng hoa dã quỳ như thế này, thì nó đều có những cái gì đó nó không được tốt cho lắm, thì chúng ta phải xử lý nó. Và khi chúng ta gặp những trường hợp như thế này rồi thì chúng ta sẽ nhớ ngay tới công cụ Hue Saturation. Bạn sẽ vào trong phần Image này, chúng ta sẽ chọn Adjustment và các bạn sẽ tìm đến lệnh Hue Saturation. Phím tắt để gọi cho công cụ này là phím Ctrl U ở trên bàn phím các bạn nhé. Đó, thì khi mà chúng ta nhấp vào đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một bảng Hue Saturation hiện lên. Ở trong này thì nó sẽ chia làm 4 cái khoang cơ bản. Đầu tiên là phần Preset, thì cái phần này chúng ta cứ để mặc định là Default thôi. Còn các trường hợp khác thì chúng ta rất ít khi sử dụng. Cái thứ hai là phần kênh màu, tức là chúng ta sẽ lựa chọn các cái màu sắc ở trên bức ảnh để chúng ta có thể điều chỉnh. Thì thông thường nếu như chúng ta muốn điều chỉnh màu sắc một cách tổng thể của bức ảnh thì các bạn sẽ để là Master, tức là chúng ta sẽ điều chỉnh tất cả các kênh màu cùng một lúc. Ở trong này thì chúng ta nhấp vào, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có các kênh màu như là Red này, Yellow này, Green này, Cyan, Blue, Magenta. Thì đây là cái cách mà để chúng ta lựa chọn và điều chỉnh màu sắc trên từng kênh màu một. Tức là khi mà bạn có một bức ảnh, ví dụ như bức ảnh của cô gái ở trong rừng hoa dã quỳ này, bạn muốn điều chỉnh màu lá thì chúng ta sẽ chọn màu Green, hay là màu hoa thì chúng ta chọn là Yellow chẳng hạn. Đó, thì đó là nguyên tắc về mặt kênh màu. Và quan trọng nhất trong Hue Saturation là bộ ba kênh, bao gồm là Hue, Saturation và Lightness. Mỗi một kênh này nó sẽ có một tác dụng riêng và mỗi một trường nó sẽ có ứng dụng riêng ở trong các cái trường hợp thực tiễn. Hue là một cái lệnh giúp cho các bạn có thể điều chỉnh màu sắc, tức là thay đổi hoàn toàn màu sắc ở trên bức ảnh của chúng ta. Chẳng hạn như bạn muốn thay đổi màu sắc của cả cái bức ảnh này sang một màu mới thì bạn có thể di chuyển cái thanh Hue này. Đấy, bạn thấy không ạ? Những cái màu sắc của chúng ta ở trên bức ảnh gốc sẽ bị thay đổi sang một cái màu mới giống như các bạn đang thấy ở đây. Adobe họ giải thích rằng Hue giúp cho các bạn có thể tinh chỉnh và thay đổi màu sắc trên bức ảnh gốc của chúng ta. Lệnh thứ hai là lệnh Saturation. Saturation là một cái lệnh giúp cho chúng ta thay đổi về độ bão hòa màu sắc hay là độ no màu. Tức là khi mà chúng ta có một cái màu nào đó mà nó rực sáng hoặc là nó thiếu về màu, tức là cái màu sắc của chúng ta nó bị xỉn, thì các bạn sẽ nhớ tới thanh Saturation để giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh về màu sắc, về cường độ màu, độ bão hòa màu của bức ảnh của chúng ta. Ví dụ như khi tôi thay đổi thanh Saturation này, nếu như bạn di chuyển kịch sang bên trái thì nó sẽ chuyển sang một màu mono, tức là cái màu trắng đen giống như bạn đang thấy. Và nếu như chúng ta dịch sang bên phải như thế này, thì chúng ta càng dịch thì cái màu sắc của chúng ta sẽ càng trở nên chói sáng và cái độ bão hòa màu chúng ta nó sẽ đạt cấp tối đa. Và thanh Lightness thì đây là một cái thanh giúp cho chúng ta điều chỉnh về ánh sáng của màu sắc. Khi mà bạn di chuyển sang bên trái thì bức ảnh của chúng ta nó sẽ trở nên tối hơn như thế này, một cách cục bộ. Tất nhiên là tôi đang chọn kênh màu Master rồi các bạn nhé. Master tức là toàn bộ, tất cả những cái màu sắc ở trên bức ảnh. Và khi mà chúng ta di chuyển sang bên trái thì cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ trở nên cháy sáng như các bạn đang thấy ở đây. Được chưa? Ngoài hai ba cái thanh này ra thì chúng ta sẽ có một cái khoang bên dưới. Đầu tiên là Preview, thì tất nhiên là nó sẽ giúp cho chúng ta xem thử cái kết quả sau khi mà chúng ta tinh chỉnh. Và cái bên trái của bảng điều khiển, các bạn sẽ thấy một hình bàn tay này. Đây là một cái công cụ giúp cho chúng ta có thể lấy cái mẫu màu mà chúng ta muốn chỉnh sửa. Ví dụ như khi tôi chọn hình bàn tay này và tôi nhấp sang cái phần màu vàng của chúng ta ở đây, nhấp vào phần màu vàng này và tôi kéo thay đổi màu, chẳng hạn như tôi chuyển nó sang màu xanh đi. Đó, ám xanh như thế này, bạn thấy không ạ? Thì chỉ cái phần màu vàng của chúng ta bị thay đổi thôi. Hoặc là tôi thay đổi về độ bão hòa màu chẳng hạn, thì tôi sẽ làm cho bông hoa rực lên hoặc là giảm đi.
Tức là cái phần bàn tay này sẽ giúp cho chúng ta có thể lựa chọn cái màu sắc mà chúng ta muốn thay đổi, thay vì cái việc lựa chọn từng kênh màu ở trong bảng màu như thế này. Khi mà chúng ta lựa chọn hình bàn tay này thì chúng ta có thể được lựa chọn một cách hút màu đơn này, thêm các cái màu cần chỉnh sửa với cùng một thông số này, bớt cái màu đi này. Và quan trọng hơn thì các bạn nhìn thấy bên dưới của chúng ta có hai thanh màu như thế này, và ở giữa chúng ta sẽ có bốn cái dấu, hai dấu chặn hai bên và hai cái khoảng ở giữa. Thì cái công cụ này nó có tác dụng như thế nào? Ví dụ như bây giờ tôi lựa chọn cái, tôi lấy một cái mẫu màu cũng là màu vàng đi, lấy màu vàng nhé. Thì các bạn thấy là khi tôi nhấp đến đâu thì cái thanh trượt của chúng ta ở khoảng 4 khoảng, 3 khoảng và 4 cái dấu này nó sẽ di chuyển đến đó. Cái khoảng ở giữa, tức là nó được giới hạn bởi hai cái thanh thẳng này, là khoảng màu hay là cái vùng màu được xác định bởi cái cú nhấp chuột của chúng ta. Ví dụ như tôi nhấp vào màu xanh, thì bạn thấy rằng là cái màu xanh của chúng ta là màu xanh lá cây, và cái khoảng màu nó sẽ nằm ở trong cái thanh, các bạn nhìn lên phía thanh phía trên này, nó sẽ là khoảng màu xanh từ màu này đến màu này, tức là cái độ dao động về màu chúng ta nó sẽ nằm trong khoảng đó. Và hai cái khoảng bên cạnh là hai phần biên, tức là những cái màu tương tự gần giáp với cái màu mà chúng ta đã lấy. Ví dụ như tôi mở rộng cái phần này ra sang hai bên này, sang cả phần màu đỏ luôn, thì khi mà chúng ta thay đổi về mặt bão hòa màu hoặc là, thì các bạn sẽ thấy này, cái khoảng của chúng ta nó sẽ rộng như thế này. Nhưng khi mà tôi giảm về biên độ màu, các bạn thấy này, thì những cái phần màu ít hơn nó sẽ bị giảm xuống như thế này, tức là cái mức độ ảnh hưởng của chúng ta nó sẽ thấp hơn. Và bên này nó cũng thế, chúng ta giảm xuống thì bạn sẽ thấy rằng là cái độ chính xác về khu vực màu của chúng ta nó sẽ cao hơn so với cái trường hợp mặc định của chúng ta. Thì đó là những cái kiến thức cơ bản nhất về công cụ Hue-Saturation. Và bài học này thì dừng đến đây thôi. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái trường hợp và cái ứng dụng của nó ở trong cái quá trình mà chúng ta thay đổi màu sắc cho bức ảnh. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo. Ok, chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với khóa học Photoshop từ cơ bản đến nâng cao. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi thực hành và tìm hiểu một cách chi tiết kỹ lưỡng hơn các cái trường hợp ứng dụng của lệnh Hue-Saturation ở bên trong phần mềm Photoshop. Thì khi mà các bạn có những cái bức ảnh khác nhau thì chúng ta sẽ có trường hợp sử dụng khác nhau. Ví dụ như ở đây là một cái bức ảnh màu tĩnh vật. Các bạn thấy rằng là cái bức ảnh này bị xỉn màu, tức là tất cả các cái đối tượng của chúng ta, từ chai rượu này, hoa quả, cái bát đến cái bàn đều bị xỉn màu. Đó. Và bên phải là cái kết quả sau khi chúng ta cân chỉnh. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có dạng chỉnh màu cục bộ. Tức là khi mà chúng ta có một bức ảnh như thế này, chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần người của chúng ta có màu ok rồi, nhưng mà những cái bối cảnh xung quanh nó bị rực sáng, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng lệnh Hue-Saturation, nhưng mà cái mức độ điều chỉnh của chúng ta nó là khác nhau. Tương tự như vậy, đối với cái bức ảnh của cô gái ở trong cái rừng hoa dã quỳ này cũng vậy. Cái chủ thể của chúng ta là cô gái và bông hoa, nhưng mà cái phần lá cây của chúng ta nó lại trở nên rực hơn rất là nhiều, cho nên là chúng ta cần phải điều chỉnh lại một chút. Được chưa ạ? Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái một. Đầu tiên là với trường hợp những bức ảnh của chúng ta có độ bão hòa màu không được tốt, tức là nó bị xỉn màu như thế này, thì bạn sẽ sử dụng lệnh Hue-Saturation bằng cách là vào Image này, Adjustment, chọn Hue-Saturation. Ở trong bảng Hue-Saturation của chúng ta hiện ra thì các bạn thấy tất cả các đối tượng đều bị xỉn màu. Thì chúng ta sẽ để cái kênh màu của chúng ta ở đây là Master, tức là điều chỉnh màu một cách tổng thể. Được chưa ạ? Tôi sẽ tạo thành một vùng chọn bao quanh lấy cái phần đối tượng mà chúng ta muốn chỉnh màu này. Ấn phím Ctrl U gọi ra Hue-Saturation. Và khi mà chúng ta muốn điều chỉnh độ tươi hay là độ bão hòa về màu, thì các bạn nhớ rằng là chúng ta sẽ điều chỉnh ở Saturation. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ điều chỉnh nó lên này. Các bạn thấy là khi chúng ta điều chỉnh thì toàn bộ những cái bức ảnh của chúng ta, toàn bộ các đối tượng của chúng ta đều bị rực màu lên. Cái màu của chúng ta nó sẽ trở nên tươi tắn hơn một chút. Đó. Và cái độ sáng của chúng ta nó đã có cái sự thay đổi nhẹ nhàng một chút rồi, nhưng mà nó vẫn chưa đạt được cái sự cái ánh sáng của chúng ta nó chưa thực sự tốt. Thì bạn sẽ tiếp tục điều chỉnh ở cái thanh line nét của chúng ta một chút này, dịch sang bên trái một chút, thì để làm cho cái nền của chúng ta nó trở nên tối hơn và cái độ tương phản giữa đối tượng và màu đối tượng cần chỉnh nó sẽ tốt hơn một chút như thế này. Và các bạn có thể xem trước kết quả của chúng ta bằng cách là nhấn vào phần preview. Đó, trước chỉnh và sau chỉnh.
Tôi nhắc lại rằng là khi chúng ta có một bức ảnh mà toàn bộ đối tượng của chúng ta đều bị xỉn màu thì các bạn sẽ chọn kênh master và điều chỉnh ở thanh saturation của chúng ta, được chưa ạ? Cũng như là cân chỉnh một chút về line nét nữa để tạo ra cái độ bão hòa màu nó ok hơn. Click ok để kết thúc lệnh này. Trường hợp thứ hai là cái trường hợp ví dụ như chúng ta có một bức ảnh là toàn bộ cái đối tượng của chúng ta như thế này và sẽ có một vài cái đối tượng chúng ta không muốn thay đổi về màu, ví dụ như là phần người và cái phần nền của chúng ta nó lại quá rực. Nếu như bạn vẫn sử dụng cái lệnh hue saturation và điều chỉnh ở kênh master thì ngay lập tức cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ bị mất đi cái màu sắc vốn có của nó. Ví dụ như tôi chọn lệnh Ctrl U để gọi ra hue saturation này, tôi điều chỉnh thanh saturation thì bạn thấy là cái phần người của chúng ta nó sẽ bị xỉn và cái phần áo của chúng ta này nó không còn được như cái màu mà chúng ta mong muốn nữa, hay là cái phần đường nó cũng vậy. Thì lúc này cái chủ thể của chúng ta nó lại nhắm đến ví dụ như cái cây dương xỉ của chúng ta đây này, màu sắc nó lại tốt nhất và cái phần rừng cây của chúng ta nó lại trở nên trông rất là khó chịu, đúng không? Thì lúc này thay vì cái việc là chúng ta điều chỉnh một cách toàn bộ bằng cách là lựa chọn kênh master thì chúng ta sẽ điều chỉnh từng cái màu một trên bức ảnh này để trở về không nhá. Ở trong kênh master này, đầu tiên là tôi sẽ điều chỉnh ở phần màu vàng, tức là cái màu chủ đạo của cái rừng cây này là màu vàng, đúng không? Chúng ta sẽ chọn yellow này đó. Sau đó thì tôi sẽ giảm cái độ bão hòa màu của kênh màu vàng xuống, giảm xuống này, bạn thấy tôi giảm xuống một chút và line nét của chúng ta các bạn có thể điều chỉnh nó tối hơn một xíu cũng được, còn không thì chúng ta cũng để như vậy. Các bạn xem review này đó, các bạn thấy là cái bức ảnh của chúng ta nó đã trở nên rêu phong hơn và cái màu sắc nó đã ok hơn rất là nhiều. Màu tiếp theo mà bạn cần chỉnh đó là cái màu xanh của lá cây. Cái màu xanh dương xỉ này nó có rực và nó bị thu hút cái ánh nhìn của chúng ta vào, cho nên là tôi sẽ chuyển sang kênh màu lá green, tức là màu xanh lá cây, và tôi cũng sẽ giảm cái cường độ của saturation xuống, giảm xuống rất là nhiều như này để giảm cái mức cái ánh nhìn của chúng ta vào cái phần này, cho nó tối xuống một chút và bạn xem kết quả này đó. Thì cái chủ thể của chúng ta nó vẫn được giữ lại như vậy, và quan sát kỹ thêm một chút thì bạn sẽ thấy rằng là cái màu đỏ ở phần áo này nó cũng hơi bị rực sáng, cho nên là chúng ta sẽ tiếp tục chọn ở đây và chọn kênh red, tức là màu đỏ, và giảm cường độ nó xuống một xíu đó, thì chúng ta cũng được một cái bức ảnh như thế này. Cái màu sắc của chúng ta nó sẽ trở nên ổn hơn rất là nhiều. Các bạn xem kết quả trước sau này. Trong trường hợp mà bạn thấy rằng là chúng ta cần cân chỉnh cái màu sắc của bức ảnh một cách tổng thể lại một lần nữa thì bạn sẽ chọn vào red và chọn master, sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại, giảm cái saturation xuống một xíu và tăng chiều sâu bằng cách là giảm line nét đó. Xem kết quả này, các bạn thấy ổn chưa, hơn chưa? Đó là cái cách để chúng ta có thể điều chỉnh từng kênh màu cho cái bức ảnh của chúng ta một cách nó được hiệu quả hơn, nó tốt hơn rất là nhiều. Cuối cùng thì bạn click OK. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có thêm một cái bức ảnh ở phía bên này. Và bạn sẽ thấy rằng là cái chủ thể cô gái của chúng ta bên cạnh bông hoa nó khá là đẹp rồi, khá là ổn rồi. Nhưng mà cái màu xanh của lá cây nó đang bị lấn át, nó lấn lướt đi cái chủ thể của chúng ta là bông hoa và cô gái. Cho nên là chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay tới cái lệnh hue saturation. Nhấn phím Ctrl U. Ở trong này bạn có thể lựa chọn ở kênh master là kênh green, tức là kênh màu xanh của lá. Và chúng ta sẽ giảm cái mức độ ảnh hưởng của cái lá cây xuống như thế này. Bạn có thể xem này, chỉ với một cái chỉnh sửa rất là nhẹ như vậy thì chúng ta đã đưa cái màu xanh của cái cây dã quỳ này về với cái màu mà chúng ta mong muốn, và cái chủ thể cô gái của chúng ta nó đã tốt hơn một chút rồi. Trong trường hợp mà bạn muốn cái hoa dã quỳ này nó được hơn, nó thu hút hơn thì bạn có thể chuyển sang kênh yellow và tăng cái mức độ điều chỉnh lên một xíu như này, cho nên nó rực hơn một xíu, được chưa? Và quay trở lại tổng thể thì chọn master và chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái độ rực sáng của cái bức ảnh cũng như là cái chiều sâu độ sáng của bức ảnh ở đây đó. Thì bạn thấy là chỉ với một vài cái thao tác cơ bản như vậy chúng ta đã điều chỉnh và tạo ra một cái sản phẩm rất là tốt, giống như các bạn thấy ở trên màn hình rồi. Và ngoài những cái bài tập mà tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thì các bạn có thể thực hành và chỉnh sửa màu sắc của một số cái bài tập ở phần làm thêm mà tôi đã cung cấp cho các bạn.
Ok, và hẹn gặp lại bạn ở trong bài tập chia sẻ của tôi về lệnh Euler và Lăng. Xin chào.